Với con nhân ba cả nhà nhà cười. Xin chào mọi người, quay trở lại trong kỷ niệm vô giá. Hôm nay mình sẽ quay món thịt heo này, thịt ba chỉ kho với lại trứng cút này. Đấy, rất là ngon. Này 20.000, này 10.000. Giờ mình cắt hai củ hành này. Người ta kho với loại kia thì người ta hay gọi, kho với trứng gà thì người ta hay gọi là kho tàu. Đây mình có trứng cút nên mình đặt tên là thịt kho trứng cút. Nói bữa cơm bạn bè chỉ có 30.000 thôi, giá được cả ngày. Mình cho chút xíu dầu ăn, khoảng một muỗng cà phê nhỏ dầu ăn. Bếp rồi. Rồi. Trứng cút này mọi người lấy một cái cây nha. Tí mọi người sẽ xiên vào đây này. Cho nó lủng một lỗ từ đây qua đây này. Cho nó ngấm gia vị và cho nó ngon. Một lỗ thôi. Đấy. Tí nữa là mình xiên. Giờ đợi ấy nóng lên bắt đầu mình phi. Phi hành. Cái này ta hay nấu niêu này, hay nấu mì cay này. Nấu thịt đây nó ngon hơn. Hành thơm mình đổ hết thịt này. Thịt này mọi người muốn dễ cắt ấy mà nó không bị ra sớ ấy. Trước khi mọi người cắt cho vào tủ lạnh khoảng tầm 5 phút, 5-10 phút ấy. Mọi người cho vào ngăn mát thôi. Còn cho ngăn đông một xíu được, nó đông chỉ cần 2-3 phút thôi. Để nó xe ra lại dễ cắt hơn nha. Mình nghĩ là mình cũng làm quay sơ gần nó ướp cái bụi hành vào cái miếng thịt cho nó thơm, tái thịt thôi. Nhỏ bếp xuống tí này, mình sẽ cho cho mình này. Họ được mua này, lựa mua này. Đấy, con này nước màu. Đấy. Nó có màu nó đẹp, nó thơm. Nước màu này được làm từ đường. Đường này thắng lên nó ra màu này. Giờ thì hiện đại rồi. Hôm trước rồi phải có thêm một cái chảo hoặc cái nồi gì cũ để chiên thắng nước màu thôi. Bây giờ thì họ có bán sẵn rồi, mua cho nó tiện. Mình cho vào một bát nước thôi. Cho khoảng nửa bát trước đi, cho nó mau sôi. Mình cho hết rồi luôn. Đấy. Rồi bật cái tô lên lại. Rồi, giờ mọi người sẽ bỏ trứng vào. Trái này mình xiên rồi. Xiên vào cho nó ngấm vị và nó ngon. Mùa dịch này cứ ở nhà ăn vài một nồi vài nhà mình cũng có thể ăn được gần 2 ngày, có khi 2 ngày luôn.
Nhà mình có 3 người thôi. Đồ dịch đến đâu đi làm mấy đâu ăn cũng vừa, không có ăn nhiều. Tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, mọi người đi đâu phải nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Đừng ỉ y. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị cho khoảng gần đầy một thìa muối. Nửa thìa bột nêm, bột ngọt á. Một ít bột nêm, gần nửa thìa bột nêm. Chút xíu tiêu. Mọi người ăn được bao nhiêu tiêu thì cứ cho tùy ý. Đây mình cho gần nửa muỗng cho thơm. Tiêu này tiêu nhà mình thôi. Tiêu nhà mình có cây trồng. Nước mắm. Cho khoảng nửa muỗng này nước mắm này. Đấy, con này nước mắm. Đấy. Rồi mình đậy vung lại. Cái vung này tiện lắm, nó màu trắng ấy, nên mình nhìn được cái độ nước của nó. Rồi mình đợi cho vào một lúc nữa. Rồi nãy giờ được tầm 10 phút rồi, nó sôi nó gần cạn nước rồi. Đấy, mình tắt bếp đi. Mình nêm nếm thử. Mà như mình nêm bằng vậy này, cỡ nào cũng vừa. Rồi đậm đà này, có trứng đã. Đấy, nó ngấm hết nước vào trong sốt rất ngon. Quả nào như quả đấy luôn. Rất là đẹp. Thịt này. Thịt này. Xém thịt thơm. Đấy, mình vừa chia sẻ mọi người món thịt kho trứng cút. Mọi người hãy làm theo y mình, nêm y mình là vừa ăn luôn. Chúc mọi người có một bữa ăn thật ngon miệng và luôn tràn đầy sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.